Khoảng 5 giờ ngày 29 tháng 4, tại đường Vành Đai 3 trên cao, đoạn qua khu vực trung tâm hội nghị quốc gia thành phố Hà Nội, 5 ô tô tông liên tiếp vào nhau khiến cả 5 xe bị hư hỏng. Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, ngay sau khi vụ va chạm xảy ra, mặc dù trời mưa lớn nhưng đội Cảnh sát Giao thông số 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã điều động cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Bước đầu xác định do trời mưa, mù, lái xe khuất tầm nhìn nên đã xảy ra va chạm. Vụ va chạm xảy ra làm tuyến đường Vành Đai 3 trên cao ùn tắc khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Ngay sau đó, Cảnh sát Giao thông đã kịp thời di chuyển các phương tiện ra khỏi hiện trường để thông đường. Khoảng hơn 6 giờ cùng ngày, giao thông tại đường Vành Đai 3 trên cao đã trở lại bình thường. Ngày 29 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông cho biết đã bàn giao thi thể 3 nạn nhân tử vong trong hầm khai thác vàng cho người nhà tổ chức an táng. Trước đó vào lúc 10 giờ ngày 28 tháng 4, người dân trình báo có 3 nạn nhân gặp nạn trong hầm khi khai thác vàng tại tiểu khu 1660 thuộc công ty lâm nghiệp Quảng Sơn, xã Quảng Sơn quản lý. Khi lực lượng chức năng đưa được các nạn nhân ra ngoài thì tất cả đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu xác định 3 nạn nhân chui vào hầm khai thác khoáng sản bỏ hoang để tìm kiếm phế liệu. Trong quá trình chui vào được khoảng 50 mét thì thiếu oxy dẫn đến ngạt thở tử vong. Trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng đã phản ánh về các bãi khai thác vàng trái phép tại xã Quảng Sơn. Sau đó, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vào cuộc xử lý, phong tỏa các tuyến đường, hầm khai thác vàng trái phép này. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn lén lút khai thác lậu. Sáng ngày 29 tháng 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ BC07 Công an TP.HCM cho biết, đang phối hợp cùng Công an quận 10 điều tra làm rõ vụ cháy tầng 10 ở chung cư trên địa bàn quận. Trước đó khoảng 21 giờ 15 ngày 28 tháng 4, người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy ở căn hộ trên tầng 10 chung cư Nguyễn Kim, phường 7, quận 10. Do khói đen bốc lên cao, lan tỏa trong hành lang của tầng 10 nên nhiều người bị mắc kẹt ở đây hô hoán kêu cứu. Bảo vệ cùng người dân dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành. Lực lượng chức năng đã dùng xe thang tiếp cận tầng 10 của chung cư để chữa cháy giải cứu 19 người, hướng dẫn 150 người thoát khỏi đám cháy. Một lúc sau ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến một số tài sản trong căn hộ bị thiêu rụi, nhưng không gây thiệt hại về người và không cháy lan sang các căn hộ bên cạnh. Sáng ngày 29 tháng 4, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đơn vị phối hợp với Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng kịp thời cứu nạn thuyền viên tàu Quảng Ngãi bị chấn thương sọ não do tai nạn lao động khi hành nghề trên biển. Trước đó, lúc 19 giờ ngày 27 tháng 4, trong lúc hành nghề trên vùng biển cách đảo Đá Bắc, quần đảo Hoàng Sa khoảng 120 hải lý về phía Bắc, thuyền viên Phùng Đình Thái, sinh năm 1976, trú tại Tân Diêm, Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, bị cẩu tàu đánh vào đầu gây vết thương hở lớn, chấn thương nghiêm trọng vùng đầu, máu chảy nhiều. Nhận thấy tình hình nguy cấp, thuyền trưởng thông báo khẩn cấp đến Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, yêu cầu có biện pháp hỗ trợ. Tiếp nhận tin báo nạn, Trung tâm đã yêu cầu tàu lập tức ngưng hành nghề, chuyển hướng hành trình về đất liền, đồng thời phối hợp thông tin với Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng để tư vấn y tế. Qua chẩn đoán, thuyền viên Thái bị vết thương phức tạp vùng đầu, chấn thương sọ não kín, gãy xương đòn trái, mất nhiều máu dẫn đến bất tỉnh, cần được khẩn trương cấp cứu, nếu chậm trễ có thể dẫn đến tử vong. Lúc 9 giờ 27 phút ngày 28 tháng 4, nạn nhân được các y bác sĩ chuyên khoa thực hiện sơ cứu tại chỗ để cầm máu và ổn định tình trạng, sau đó được chuyển lên tàu sát 412 để chăm sóc y tế. Đến 21 giờ 15 phút ngày 28 tháng 4, nạn nhân đã được đưa về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Hữu Đoan, Giám đốc Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ Đường thủy Nội địa, Quản lý Cảng Sa Kỳ, cho biết đơn vị đã ra thông báo về việc nhiều trang website giả mạo tên, hình ảnh của Ban Quản lý Cảng để bán vé tàu tuyến Sa Kỳ – Lý Sơn, gây mất uy tín cho Ban Quản lý Cảng và địa phương. Khách hàng cần cảnh giác trong việc mua vé tàu tuyến Sa Kỳ – Lý Sơn từ các trang website giả, không chính thống để tránh bị lừa đảo và mất tiền. Hiện nay, Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ Đường thủy Nội địa là đơn vị quản lý khai thác cảng biển, duy nhất thực hiện việc bán vé tàu điện tử tuyến Sa Kỳ – Lý Sơn thông qua website chính thức tại địa chỉ cảngsaki.com.vn hoặc đặt qua số điện thoại 1900 571 586 để được hướng dẫn.
Để phục vụ dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày, Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ Đường thủy Nội địa đã tăng các chuyến tàu trong ngày để phục vụ du khách tham quan đảo. Các loại tàu đang hoạt động như Super Biển Đông, Super 2 Biển Đông, Siêu tốc Hòa Bình, An Vĩnh Express. Từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm: pháo hoa tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Điểm còn lại là bắn pháo hoa tầm thấp sẽ được bố trí tại công viên văn hóa Đầm Sen, phường 3, quận 11. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành liên quan, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bắn pháo hoa tại các địa điểm cùng thời gian trên. Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm an ninh an toàn trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa, các địa điểm bắn pháo hoa và các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa. Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa, giải tỏa việc neo đậu và tạm dừng mọi hoạt động của các phương tiện giao thông đường thủy tại khu vực xung quanh hướng lên đường hầm sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức từ 20 giờ 30 phút đến 22 giờ ngày 30 tháng 4. Lực lượng thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Giao thông Vận tải, Công an Thành phố Hồ Chí Minh giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các khu vực người dân tập trung xem bắn pháo hoa.